天梦公杯红，lời dặn hai chữ mắc lỡ trong nương theo đốt quê tâm chân lý lòng tiên từ bi diệt dục mà lòng tình ngộ đã nghe lời Phật thuyết. Kính thưa chư vị đồng đạo, chúng ta đi vào nội dung thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1. Lần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là giáo lý viên là Nguyễn Thị Trang, giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, sẽ thuyết giảng chúng ta một đời tài là ăn tổ tiên cha mẹ. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại diện trong ban chính quyền địa phương các cấp, kính thưa ông Dương Thành Tài, chức vụ trưởng ban Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa ban quản tự chùa Phước Hòa Tự. Kính thưa giáo lý viên chú Quỳnh Tầm Pha, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý, đồng trở về đây tham dự trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các vị là trưởng ban, phó ban, các vị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự trong và ngoài huyện An Phú đồng trở về đây tham dự. Kính thưa tất cả chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, trong cuộc sống của mọi con người chúng ta, ai cũng đều có những cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Có nhiều người nói hôm nay tôi xinh đẹp, đó là sự hạnh phúc. Có nhiều người nói hôm nay tôi giàu có, đó là cái sự hạnh phúc. Có nhiều người nói hôm nay tôi có đầy đủ sức khỏe là hạnh phúc. Cũng có nhiều người cho rằng hôm nay tôi có trí huệ, tôi có vợ đẹp, con cưng, nhà cao cửa rộng, đó là một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hôm nay tôi được học giỏi, thành đạt trên tất cả mọi lĩnh vực, đó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Nhưng mà trong tất cả những niềm hạnh phúc đó, trong tâm thức của chúng ta có ai từng nghĩ rằng mình đã từng có hai cái niềm hạnh phúc lớn lao không? Nếu mình muốn giàu có, mình muốn xinh đẹp, mình muốn học rộng, mình muốn tài cao, thì mình sao quý vị? Mình phải có hai niềm hạnh phúc lớn. Nếu mà chúng ta không có hai niềm hạnh phúc lớn thì đồng nghĩa mình không có thân người. Nếu mình không có thân người thì làm sao mình có trí huệ? Làm sao mình có thể học rộng, hiểu nhiều? Làm sao mình được thành đạt? Làm sao mình giúp ích cho tất cả mọi thứ? Cho nên vì thế mà kính thưa toàn thể chư quý vị, muốn có được những cái niềm hạnh phúc lớn lao trong cõi đời này thì chúng ta phải có cái niềm hạnh phúc to lớn, đó là niềm hạnh phúc còn có cả cha lẫn mẹ. Đây là một cái niềm hạnh phúc vô bờ vô bến mà ca dao tục ngữ có câu như thế nào, là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính được công cha. Đây là hai cái niềm hạnh phúc vô cùng vô tận mà chúng ta phải hoàn mãn để đền trả trong kiếp sống này. Bớt theo cho lại chú ơi.
hoàn mãn trong kiếp sống này. Nếu chúng ta không hoàn mãn thì chúng ta không thể nào tu và đành trả được. Vì thế đây là cốt lõi quan trọng của tất cả chúng ta, mà cốt lõi này, niềm hạnh phúc to lớn này không có cái gì khác hơn là chúng ta còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Đây là hai cái niềm hạnh phúc quan trọng, phải không quý vị? Vậy thì có đầy đủ cả cha lẫn mẹ là hai niềm hạnh phúc, và hai niềm hạnh phúc này nằm trong tứ ân của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ân đầu tiên, chúng ta biết khi xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tứ ân mà Đức Thế Tôn gìn giữ và dạy cho tất cả môn nhân đệ tử, ân thứ nhất là ân phụ mẫu, thứ hai là ân quốc dương, thứ ba là ân Đức Phật, và thứ tư là ân chúng sanh. Năm 1849, Đức Phật Thầy Tây An ra đời, khai đạo tại miền Nam nước Việt với tông phái là Bửu Sơn Kỳ Hương. Chữ Bửu có nghĩa là báo, chữ Sơn có nghĩa là núi, chữ Kỳ có nghĩa là lạ, chữ Hương có nghĩa là thơm. Bửu Sơn Kỳ Hương là một cái núi báo có mùi thơm lạ. Và Thầy chủ trương cho chúng ta cái phương pháp cũng đền trả tứ ân, đó là Đức Phật Thầy Tây An, gồm bốn cái ân nặng. Đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đổi lại thành bốn cái ân mà Đức Phật đã chỉ dạy cho tất cả chúng sanh. Cho nên vì thế hôm nay năm 1939, Thầy mình ra đời khai sáng tại miền Nam nước Việt, cũng lấy cái vấn đề đó là tứ ân để mà thực hiện cái công hạnh dạy cho tất cả tín đồ hoàn mãn trong quá trình tu của mình, là đền trả tứ ân. Đây là bốn cái ân nặng căn bản, cũng là ân tổ tiên cha mẹ đứng đầu, kế đó là ân đất nước, kế đó là ân tam bảo, và kế đó là ân đồng bào và nhân loại. Thì chúng ta vừa qua mình cũng nghe được các vị chính quyền đã nói với chúng ta về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Chúng ta phải bảo vệ để đất nước của mình được bình lặng và an lạc. Thì vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một vị anh hùng ở tỉnh Nam Định đó quý vị. Vị anh hùng này là thực hiện cái vấn đề cứu người trong cái vấn đề chữa cháy. Hôm qua tôi mới coi trên mạng tin tức là anh này chỉ có 50kg thôi, chỉ có 20 mấy tuổi thôi quý vị. Nhưng mà khi mà vấn đề xảy ra cháy đó, anh này sao quý vị, đặt cái thang trên cái nền móng là hình như là gần cái máy mà gọi là máy lạnh đó. Anh mới trèo lên, một tay vịn cửa sổ, một tay cầm cái tạ để mà đập vào tường. Anh trở thành một anh hùng của người Nam Định, đập vào tường để mà cứu thoát ba người mắc kẹt trong đám cháy. Anh và người bạn của mình thì giữ thang, anh thì dùng cái búa tạ, mà đối với cái trí của anh đó ha, thì nó xê xích với nhau. Nhưng lúc đó vì cứu người là anh đã đập thẳng vào đó và cứu được ba người, gọi là anh hùng của vùng Nam Định. Chúng ta thấy cái sự cháy mà lúc nãy mà thiếu tá có nói đó, đây là một cái điều quan trọng tối thắng. Mặc dầu bây giờ là mùa mưa, nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa cái vấn đề cháy đó để mình thực hiện cái công ơn mà đất nước đã đem lại cho chúng ta. Vậy thì tứ ân trong cốt lõi của tất cả chúng ta là ân tổ tiên là đứng đầu. Nếu mà trong tất cả chúng sanh của chúng ta ân tổ tiên không đứng đầu, mình không có thân người, thì mình sẽ không bao giờ thọ được tất cả những cái ân khác. Cho nên ân tổ tiên là quan trọng tối thắng nha quý vị. Mà Đức Thầy của chúng ta cũng dạy rất là rõ ràng. Bây giờ hôm nay ta đã quy y đầu Phật, tu niệm tại gia phải gán nghe lời Thầy Tổ chỉ dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Thì chúng ta biết đây là cái vấn đề quan trọng cốt lõi của tất cả chúng ta. Mình phải lo tròn câu hiếu nghĩa để mà mình đền trả cái công ơn cha mẹ đã dày công, đã tạo dựng và đã hy sinh thân mình để lo cho chúng ta. Cho nên chính vì cái sự quan trọng cốt lõi mà trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin trình bày với toàn thể quý vị một ân trong tứ ân nói về cái tinh thần đầy đủ vật chất của chúng ta, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Mình nghe rõ không quý vị? Âm thanh có nghe rõ không ạ? Nếu mà quý vị không tịnh tâm là trên đây nói không được. Mình bớt ồn lại. Hôm nay là mình đi thỉnh pháp, trời thì rất là nực, cho nên vì thấy âm thanh nó hơi bị gian. Nghe bản thân của tôi nói là tôi nghe cái tiếng đặng tiếng được. Cho nên vì thế mà khi mà mình nói mà bên tai của mình không nghe được thì mình sẽ bị phân tâm, không thể nào có thể nói bằng cái tâm của mình được. Cho nên quý vị ở dưới bớt
ồn lại để mà mình trao đổi chia sẻ Phật pháp. Thì kính thưa toàn thể chị quý vị, ân tổ tiên cha mẹ, cái chữ ân trong tứ ân đều có một cái nghĩa chung là các ơn mà chúng ta đã thọ trong muôn một. Con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng ấy, đó là các ơn mà chúng ta đã thọ trong muôn một. Cha mẹ, tổ tiên cha mẹ, tổ tiên là người gián tiếp sinh ra ta. Tại sao gọi là gián tiếp sinh ra ta? Tại vì có tổ tiên mới có cha mẹ, có cha mẹ mới có mình. Vậy thì tổ tiên là người gián tiếp sinh ra ta. Tổ tiên ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa hẹp, nghĩa thứ hai là nghĩa rộng. Nghĩa hẹp là người, sao quý vị, sáng lập ra dòng tộc, tộc họ của mình. Như tộc họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, đó là tổ tiên sáng lập ra tộc họ của mình. Đó là nghĩa hẹp. Còn nghĩa rộng là sáng lập, người sáng lập ra dân tộc Việt Nam, con rồng cháu lạc, đó là truyền thuyết của Ngài Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Thì tất cả chưa quý vị đã biết rồi, khi mà Ngài Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gặp nhau, yêu thương nhau, sanh ra một cái bọc, trong bọc nở ra 100 trứng, thì 100 trứng này nở ra 100 người con. Cho nên tất cả đất nước Việt Nam của mình đều có một cái cách gọi chung, đó là đồng bào, là tổ tiên của chúng ta đã sanh trong một cái bọc. Vì thế 100 người con này sau khi lớn lên tỏ ra muôn nơi. Đối người con trưởng thì ở lại đất Phong Châu, được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Dương. Trải qua 18 đời vua Hùng thì đã hình thành nên một cái nước gọi là nước Đại Việt. Và các vị đã trải qua cái quá trình gìn giữ quê hương gắn dốc của chúng ta. Cho nên tới cái thời hôm nay, Hồ Chủ tịch của chúng ta mới có câu như thế nào quý vị? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề tổ tiên theo cái nghĩa rộng là nói về truyền thuyết của Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ. Đây là cái truyền thuyết của dân tộc Việt Nam của mình hình thành để mà chúng ta gìn giữ quê hương gắn dốc, có từ thời vua Hùng. Đây là tổ tiên theo nghĩa rộng. Mà hôm nay đức thầy của chúng ta đã từng dạy như thế nào quý vị? Đừng chia lìa bắt tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ, hay là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp. Đây là cái giống Hồng Lạc, giống Hồng Bàng. Đây là tổ tiên của chúng ta, là một tổ tiên của con rồng cháu lạc. Còn cha mẹ là gì? Cha mẹ là người trực tiếp sinh ra ta, dạy dỗ ta, nuôi dưỡng ta từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành. Vì thế mà cái công mà nuôi dưỡng của cha mẹ đối với ta là một cái công nặng vô cùng vô tận quý vị. Mà thầy dạy mình như thế nào? Ta sinh ra ở đời được có hình hài hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc dưới ngòi bút siêu phàm của một đấng giác ngộ, thì chúng ta thấy đã lột tả hết lên cái tinh thần của cái tình yêu thương cha mẹ đối với chúng ta. Có ai yêu thương mình mà vô điều kiện không quý vị? Không, không có ai yêu thương mình vô điều kiện cả. Chỉ có cha mẹ là cái người yêu thương mình vô điều kiện thôi. Cho nên vì thế mà mỗi người chúng ta phải đền trả cái công ơn của cha mẹ. Tại vì cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc là cái cụm từ dành cả một đời của cha mẹ đối với ta. Trên thế gian này nghe quý vị, người ta cho mình một món thì người ta sẽ lấy lại một món. Không ai cho không ai bất kỳ một cái gì hết trơn. Chỉ có cha mẹ là cái người hy sinh, bảo bọc, yêu thương và hy sinh cả một đời của mình đối với người con người cái, không mong đền đáp. Thậm chí mà yêu thương đến nỗi hy sinh cả tính mạng của mình để cho con được hạnh phúc. Cho nên cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc này thể hiện qua 9 chữ cù lao trong sách thánh và 10 điều ơn trong kinh Phật. Nó rất là sâu, nó rất là dài nếu quý vị, và vô cùng khổ khó.
Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy cụm từ chịu biết bao khổ nhọc này đã hàm chứa hết cuộc đời của cha mẹ đã dành cho ta. Chính chữ bù lao trong sách của Khổng Tử dạy như thế nào quý vị? Đó là sinh, cúc, phủ, xúc, trưởng, dục, cố, phúc và phục. Sinh là cha mẹ sinh ta ra, còn cúc là nuôi dưỡng ta, cho chúng ta ăn, còn phủ là bồng ẩm ta, xúc là lo cho chúng ta, còn trưởng là dạy dỗ ta, dục là mong cho ta lớn, cố là gìn giữ ta, phúc là yêu mến ta và phục là săn sóc ta. Đó là chính chữ bù lao trong sách của Khổng Tử. Ca dao tục ngữ có câu như thế nào quý vị? Đội ơn chính chữ bù lao, sanh thành cậy mấy, non cao sao dừa. Hay là đức thầy của mình chỉ dạy rất là rõ ràng, sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo noi gương, hay là lo bề cúc dục cội thung, nghe lời thầy dạy việc chung của đời. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy cái công ơn của cha mẹ là công ơn vô bờ vô bến giữa cha mẹ đối với chúng ta. Đó là chính chữ bù lao trong sách thánh. Bây giờ tới 10 điều ơn trong kinh Phật. Khi mà chúng ta, quý vị, chúng ta thực hiện hoàn mãn cái vấn đề đền trả, đó là chính chữ bù lao trong sách của Khổng Tử. Và 10 điều ơn trong kinh Phật, 10 điều ơn trong kinh Phật giúp cho chúng ta có thể đền trả và giúp cho chúng ta biết được những điều mà mình thọ công ơn của Đức Phật và Đức Thầy. Chúng ta biết là 10 điều ơn là nói về công ơn của cha mẹ đối với chúng ta, mà Phật dạy rất là rõ ràng là 10 điều ơn trong kinh Phật. Đó là sao quý vị? Thứ nhất là thập hoàng hoài thai là ơn 10 tháng cung mang. Thứ hai là lâm sản thọ khổ là ơn sanh ra một người con mà chịu khổ. Thứ ba là sanh tử vong ưu là ơn sanh ra một người con mà quên đi cái sự lo rầu. Thứ tư là hồi can tụ thấp là ơn sao quý vị? Ăn đắng uống đắng tạo nên dòng sữa mắt ngọt cho con, ý thổ thổ cam. Thứ năm là hồi can tụ thấp có nghĩa là ơn nằm chỗ ướt nhường chỗ khô cho con. Thứ sáu là nhũ bộ dưỡng dục là ơn bú mớm và nuôi nắng. Thứ bảy là tẩy trạc bất tịnh là ơn sao quý vị? Giặt rửa những cái đồ dơ dáy cho con. Hồi xưa mà cha mẹ của mình sinh ra mình đó, giặt đồ cho mình từ khi mà mình mới sinh ra cho tới 17, 18 tuổi sau này, thậm chí mình có vợ, thậm chí mình có chồng, cha mẹ vẫn giặt đồ cho chúng ta. Mà hôm nay mà vô tình mà cha mẹ có bệnh đi ha, mà nhờ mình giặt một bộ đồ thôi là bắt đầu mình nắm vào cái áo đó, mình nắm, mình nhíu một bên như nè, mình đi xuống cầu, mình để cái chân của mình đạp chứ mình không dám dò nữa, mình gớm, mình sợ. Nhưng mà khi xưa cha mẹ mình giặt đồ cho mình đó, có gớm, có sợ hay không? Cho nên đây là cái ơn quan trọng tối thắm, là giặt đồ, giặt rửa những cái đồ dơ dáy cho con. Thứ tám là gì quý vị? Diễn hành ức niệm, con đi xa cha mẹ trong nhớ. Đây là cái sự thương yêu của cha mẹ đối với mình, chờ cửa nè, khi mình đi đâu đó xa về, làm đồ ăn sẵn để cho mình, mở tủ lạnh ra là có nước uống đầy đủ. Mình quen cái người đó, lúc đầu người ta mua đồ cho mình ăn ngay, người ta chờ cửa mình. Nhưng mà một thời gian sau mà khi mà lấy về 3-4 năm rồi đó, thì không còn cái sự mà chờ đợi hay là cái sự mà thương yêu, quan tâm, chăm sóc nữa. Nhưng mà cha mẹ mình thì sao quý vị? Lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình hết trơn, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Cho nên chúng ta thấy như thế nào? Đó là cái tình yêu thương của cha mẹ đối với mình. Tôi năm nay 40 tuổi nha quý vị, mà mỗi lần mà đi làm cái công việc phước thiện hay là đi thuyết giảng, nói ở nhà là chiều hôm đó về nha, là phải chiều hôm đó là phải về tới nhà. Nếu mà không về tới là bắt đầu mình mà đi về trễ khoảng chừng một tiếng hay nửa tiếng thôi đó nha. Mình ở đây mình nói chuyện đó, hoặc là mình đọc giảng, mình về trễ khoảng chừng một tiếng, nửa tiếng thôi là thấy hai người, một người ngồi giỏng, một người đi tới đi lui. Vì sao quý vị? Chờ mình về. Khi mà chiếc xe mà đậu tới trước cửa rồi đó, dẫn xe vô nhà, đóng cửa lại, vô phía sau ăn cơm rồi, cúng kiến rồi, rồi sao quý vị lên giường ngủ thì cha mẹ mới có thể yên lòng được. Đó là cha mẹ của tôi đó, 40 tuổi rồi vẫn lo, vẫn thương. Cha mẹ 80 tuổi còn lo cho một người con 60 tuổi. Đó là cái ơn thứ 8, diễn hành ức niệm.
Ơn thứ chín là gì? Di tạo ác nghiệp, vì nuôi con mà tạo nghiệp, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc phạt sanh, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm luân sáu đàn. Đó là công ơn của cha mẹ đối với mình. Cha mẹ mình nuôi mình tạo nghiệp rất là nhiều đó quý vị, nhưng mà mình không biết. Mình biết nhưng mà không để tâm, vì đó là mình nghĩ đó là cái chuyện thường ngày thôi. Cha mẹ nuôi mình là cái đó là cái chuyện thường ngày đối với mình thôi, mình không cần phải mang ơn để làm chi. Nhưng xin thưa với toàn thể quý vị, mình phải mang ơn nội cái ơn thứ chín này thôi. Mình không đền trả là cũng không giải thoát được, huống chi là 10 điều ơn. Nội cái ơn thứ 9 này thôi, di tạo ác nghiệp, vì nuôi con mà tạo nghiệp, nội cái ơn này thôi là mình đền trả không nổi rồi, huống chi là 10 điều ơn. Cho nên vì thế bổn phận của chúng tôi và toàn thể chú quý vị ở đây, những quý vị lớn tuổi ở đây, chắc có lẽ là hai vị Phật sống này không còn, thì những quý vị trẻ tuổi như bản thân của chúng tôi phải ghi nhớ cái công ơn này để đền trả cho cha mẹ mình. Điều cuối cùng là cứu cánh lâm mẫn, là trên đời này không có tình thương nào bằng tình thương của cha mẹ đối với tất cả chúng ta. Người ta thương mình 1 năm, 2 năm mới thì cái gì cũng thương hết trơn, nhưng mà lâu rồi thì người ta không còn thương nữa. Chỉ có cha mẹ mình là thương mình. Dù mình có nói nặng nói nhẹ, dù mình bỏ bê, dù mình không quan tâm, dù mình không lo lắng, nhưng mà cha mẹ vẫn thương mình. Một cái tình thương sao quý vị? Vô điều kiện, không mong báo đáp. Đó là 10 điều ơn trong kinh Phật và 9 chữ cù lao mà bản thân của chúng ta phải thọ để mà chúng ta phải đền. Thầy dạy như thế nào quý vị? Dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Hay là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Đó là 10 điều ơn và 9 chữ cù lao của sách của Khổng Tử và trong kinh Phật. Đó là những điều mà chúng ta thọ từ cha mẹ. Còn thọ về tổ tiên thì phải như thế nào quý vị? Thọ về tổ tiên thầy dạy còn sao quý vị? Mình phải mang ơn và mình phải thọ ơn tổ tiên. Tại vì sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên có bổn phận biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Cho nên vì thế mình muốn đền ơn tổ tiên cha mẹ, mình thọ công ơn của cha mẹ, mình phải có bổn phận thọ công ơn của tổ tiên. Vì tổ tiên là cái người gián tiếp sinh ra mình. Không có tổ tiên làm sao có cha mẹ, không có cha mẹ thì làm sao có mình. Cho nên thọ cha mẹ thì phải thọ tổ tiên. Vậy thì bây giờ đền trả như thế nào đây? Cái vấn đề đền trả là vấn đề quan trọng tối thắng trong tứ ân. Tứ ân là phải biết những điều mình thọ để mà mình đền trả. Bây giờ mình sẽ đền trả về cha mẹ trước, sau đó mới tới tổ tiên sau, thì chúng ta sẽ dễ nghe, dễ tiếp thu. Bây giờ đền trả tổ tiên. Tôi sẽ đọc một đoạn sấm thi sau đây, mình sẽ phân tích trong đoạn sấm thi này, mình sẽ đền trả được công ơn của cha mẹ và của tổ tiên. Thầy dạy muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, với dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơi ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong bệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng tu cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ, lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu sinh về miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Thì nguyên cái đoạn sấm thi này có hai phần: lúc cha mẹ còn đang sanh tiền và khi cha mẹ quá giảng. Bây giờ mình phân tích cha mẹ còn sống, sau đó phân tích khi cha mẹ quá giảng mình sẽ làm gì nữa vậy. Bây giờ lúc cha mẹ còn sống, ý thứ nhất, muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, với dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Câu đầu tiên thầy dạy mình có một chữ ráng.
phải ráng nghe lời cha mẹ. Ta giao có câu như thế nào? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hưng. Cái người lớn tuổi nghe quý vị, cái sự nhìn người của họ rất là chuẩn xác. Khi mình có yêu có thương một ai đó mà dẫn về nhà ra mắt cha mẹ đó ha, mà cha mẹ mình phản đối quen cái người đó đó, thì mình hãy nghe lời đi. Cha mẹ mình có cách nhìn người vô cùng sâu sắc. Mình cãi lại mà mình nghe theo nó nghe, mình cãi lại mà mình đi theo cái con tim của mình đó, thì sau này mình bị khổ. Cho nên vì thế mỗi người chúng ta phải nghe lời cha mẹ, giàu ít giàu nhiều. Mà chúng ta biết cái tình trạng bây giờ đó, giới trẻ bây giờ đó lúc nào cũng cầm cái chiếc điện thoại thông minh của mình 24/25. Có bao giờ mà chúng ta ngồi nghe cha mẹ tâm sự với mình khoảng chừng 15 phút đồng hồ không? Không có. Mà mình ngồi mình bấm game từ sáng tới chiều thì được. Mà nhiều khi mà cha mẹ nó bây giờ lại đây ngồi nói chuyện chút xíu thôi là mình nói không được. Mà đám bạn alo cho mình là hôm nay đi uống trà sữa nghe, hôm nay đi uống cà phê nghe, là bắt đầu xách cái điện thoại đi là không biết ngày về. Cho nên chúng ta thấy như thế nào? Không ai lắng tai nghe được cái lời tâm sự của người mẹ, người cha của mình hết trơn. Mà chúng ta biết cái cuộc đời của cha mẹ mình giống như một cái cuồng phim gì đó quý vị, có thể xả ra. Nhưng mà cái người mà mình không nghe thì làm sao cha mẹ tâm sự với mình khi cha mẹ chết rồi đó. Mình muốn kiếm được cái sự tâm sự này thì không bao giờ có được. Cho nên hôm nay đừng bao giờ bớt cái điện thoại lại. Nhiều khi mình lại gần cha mẹ mình nghe, mình cầm mình lướt. Ta nói lướt nghe từ sáng tới chiều, lướt chưa đủ rồi bắt đầu vô phòng đóng cửa lại, ở đây phải nấu cơm đem tới phòng cho ăn luôn nữa. Thì có thời gian đâu mà mình tâm sự. Rồi bắt đầu cái cha mẹ mình nói chuyện này chuyện kia, cái bắt đầu mình nói này sao mà nói hoài thế. Nói gì nói hoài, nói càm ràm hoài, nói dai nói hoài, mệt quá. Thì bây giờ sao quý vị xách cái điện thoại đi bấm. Mà ghiền bây giờ là ghiền game nữa chứ. Giới trẻ bây giờ ghiền game rồi lướt trên trang mạng, bỏ lờ đi cái lời dạy của cha mẹ, phớt lờ đi. Cho nên chúng ta thấy công nghệ bây giờ càng phát triển thì tinh thần hiếu đạo càng bị xuống cấp một cách trầm trọng. Vì thế mà mình phải gắng cố gắng nghe lời cha mẹ căn phân và chỉ dạy mình. Dầu có cái chuyện gì đi chăng nữa thì cha mẹ không bao giờ làm hại mình đâu. Cho nên vì thế nha quý vị, tôi thích lời mấy người già nói chuyện lắm. Tôi chỉ cần ngồi đó thôi là mấy chú mấy cô là tâm sự với mình, tâm sự chuyện này tâm sự chuyện kia. Tại vì ít có khi nào mà người ta có người ngồi để mà nghe người ta nói lắm. Cho nên tôi biết cái điều đó. Vì thế mà ngồi đó nghe, không trả lời, không có nói một câu gì luôn, để cho cái sự đó trong đó có những cái kinh nghiệm mình đem về mình học hỏi, mình đem về mình áp dụng cho đường tu của mình rất là bổ ích nha quý vị. Cho nên vì thế câu đầu tiên thầy dạy là phải nghe lời cha mẹ. Câu thứ hai thầy dạy như thế nào? Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lời ngăn cản. Câu ở trên có một chữ ráng nghe. Câu ở dưới, cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta phải làm sao? Gán khuyên can. Khuyên can bằng lời lẽ gì? Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thoát ra đôn chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác và ưng đeo đắng. Cha mẹ mình làm những cái điều bất lành nha quý vị, mình biết đó, nhưng tránh tình trạng là ở trên mình đứng mình nói xuống. Mình nghĩ mình là người đúng, cha mẹ là cái người sai. Mình ở trên mình nói mình thẳng xuống thì sao quý vị, mình có lỗi với cha mẹ mình. Cho nên vì thế mà trong sách của Khổng Tử dạy chúng ta rất là rõ ràng về cái vấn đề hiếu đạo, là mình phải khuyên can cha mẹ. Là sao quý vị, mình tránh tình trạng mà mình khuyên mà mình không khuyên, mà mình ai vô theo. Bây giờ tôi nói tình trạng ví dụ như cha mẹ mình làm những cái nghề mà mình nói là thiện nhất đó, là bán rau đó. Bây giờ chúng ta biết bán rau mà khi mà rau mà ế mà nó có bị héo đó quý vị, có cái hóa chất mà nhúng cái bó rau vô thì chút xíu khoảng chừng 10 phút là cái bó rau nó xanh nó mướt trở lại. Có thể bán đối với cái ngày hôm sau hoặc là chiều đó có thể bán cho người khác y gan như là cái bó rau mới. Thì mình thấy cha mẹ mình làm những cái nghề đó, bắt đầu khuyên can.
Mình khuyên chứ bây giờ mình đừng có a vua thân nghe. Khổng Tử dạy a ý phúc đồng thảm thân bất nghĩa nhất bất hiếu giả. Nếu mà mình a vua theo, mình su nịnh theo, mình khiến cho cha mẹ làm những việc bất nghĩa là mình mang tội bất hiếu thứ nhất. Khuyên can chứ bây giờ đừng a vua theo. Chàng ơi, cha mẹ làm cái điều này đúng quá, mình có lợi nhuận nhiều quá. Mai mốt mà người ta có bệnh, người ta đâu có nghĩ tới mình bắn nhau mà người ta đâu có biết là mình bắn nhau cái gì đâu, đâu có nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Thôi thì bây giờ có lợi nhuận càng nhiều, cha mẹ cứ làm đi. Mình suối, mình nung đúc tinh thần, mình đưa cho cha mẹ mình vào tội bất nghĩa. Đây là cái tội bất hiếu thứ nhất, không phải là hiếu nha quý vị. Mình phải khuyên can bằng lời lẽ ôn hòa từ tốn. Và thầy dạy mình cái chữ gán thứ hai, gán. Rồi bây giờ cha mẹ mình tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, mà sao quý vị còn thờ ông tổ cô bà độ mạng, đi xem bói, đi xem đồng, thì mình phải khuyên can cha mẹ mình trở về với cái con đường chánh. Bây giờ mình là tu sĩ độc thân, mình là cái người tu độc thân nè, mình là cái người giáo lý viên nè, mà cha mẹ mình ở nhà nè sao quý vị mê tín xá phướng lầu kho nè, cúng sao giải hạn, đốt giấy tiền vàng bạc, tu theo thầy mà còn có những hành động bất chính như thế, tà kiến như thế, mình phải khuyên bằng cái lời lẽ như thế nào quý vị? Ôn hòa từ tốn, tránh tình trạng mình nói những câu nặng nhẹ làm cho cha mẹ đau lòng nha quý vị. Nếu mà phân tích theo lời dạy của thầy đó, là không một hành động nào có thể làm cho cha mẹ buồn, dù cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Còn mình bây giờ đâu có quý vị, cái nào mà trái ý mà nghịch lời đó ha, là bắt đầu mình nói làm sao cho thà hả giận thôi, nói xong rồi đóng cửa lại khóc lóc ỉ ôi ở trong đó, mắt cha mẹ năn nỉ ngược lại mình nữa. Cho nên vì thế cái tình trạng hiếu của mình trong cái thời buổi công nghệ tiên tiến này đang bị xuống cấp, mình phải gán để mà mình nâng cao cái tinh thần đạo hiếu lên, để giúp cho bản thân của mình hoàn thiện cái đạo hiếu trong cái thời buổi công nghệ phát triển như ngày hôm nay. Cái ý thứ ba là cái ý quan trọng. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau. Xin thưa với toàn thể chư quý vị, đây là một cái câu quan trọng tối thắng mà tất cả một người con có thể hành cả đời mình chưa hoàn mãn cái câu này. Phải lo nuôi dưỡng báo đền. Nuôi như thế nào, dưỡng như thế nào, báo đền như thế nào mới đúng với những gì Đức Thầy đã chỉ dạy. Mình nuôi cha mẹ của mình đói cho ăn khát cho uống được không? Nếu mà đói cho ăn khát cho uống, có khác nào mình nuôi một vật nuôi khác hay không? Mình bạn bè mình tới nhà nè, anh chị em mình tới nhà nè, vật nuôi của mình ở nhà đói mình cũng cho nó ăn, khát mình cũng cho nó uống. Nhưng mà cha mẹ mình mà mình nuôi đói mình cũng cho ăn, khát mình cho uống, vậy là có khác nào mình nuôi vật nuôi của mình không? Vậy thì mình phải làm sao? Ca dao tục ngữ có câu như thế này: sáng cơm, trưa cháo, chiều già, chăm cha chăm mẹ tuổi già xa xăm. Và lúc nãy mình có nghe cô đọc giảng viên đọc đó quý vị, mẹ cha là kẻ trọng ân, lời của Đức Thầy dưỡng nuôi báo hiếu lúc con hiếu già, đó là hai cái câu quan trọng cốt lõi. Vậy thì mình nuôi cha mẹ là nuôi bằng cách nào đấy? Nếu mà mình nuôi mà mình không kính thì có được không? Cái sự nuôi giữa cha mẹ và cái sự nuôi của bạn bè, sự nuôi của vợ chồng, sự nuôi của anh em, sự nuôi của con cái, sự nuôi của vật nuôi, nó khác nhau ở chỗ là mình nuôi cha mẹ là phải kính. Cái kính là cái quan trọng nhất, tối thắng nhất của đạo Khổng Tử dạy cho tất cả những đệ tử của Ngài. Chúng ta biết đạo Khổng là nói về đạo nhân, và cái hiếu đạo là cái vấn đề quan trọng tối thắng mà Khổng Tử dạy cho tất cả các đệ tử, trong đó có Ngài Tăng Xâm. Chúng ta biết sau khi mà Khổng Tử qua đời, Ngài Tăng Xâm cùng với cháu nội của Khổng Tử là Khổng Cấp, cùng với Nhan Hồi, cùng với Ngài Mạnh Tử, bốn người này là tứ trụ để phát triển cái đạo Nho giáo sau này. Mà chúng ta biết đó, Ngài Tăng Xâm chỉ mới 27 tuổi thôi, nhưng ông nuôi cha mẹ rất là kính.
và ông phát triển Nho giáo đặt hai cái tiêu đề quan trọng, đó là kính, cái chữ kính và cái chữ tin. Kính là nuôi cha mẹ, cái chữ tin là tính đó quý vị. Người ta nhờ mình cái chuyện gì, cho dù có hy sinh cái mạng này cũng phải làm cho bằng được. Nếu mà nhận là phải làm, đó là cái chữ tính. Hẹn ai đúng giờ giấc, đúng đầy đủ để mà thực hiện cái công việc, đó là cái chữ tính, không bao giờ bỏ giữa chừng. Cho nên vì thế ngày Tăng Xâm là một trong nhị thập tứ hiếu, 24 vị hiếu mà ông nuôi cha mình kính vô cùng quý vị. Khi mà ông mà dâng cơm lên cho cha đó ha, mình bây giờ mình nấu cơm xong đó, mình để chỗ đó, mình lấy lần bàn mình đậy lại, mình ra mình nói bây giờ cơm chín rồi đó, ba má vô ăn cơm đi. Bây giờ cha mẹ mình mà chưa kịp vô ăn cơm là bắt đầu mình bới tô cơm mình ăn trước rồi. Mình ăn trước xong bắt đầu mình đem tô cơm đó mình đi rửa, cha mẹ mình ăn phía sau, tự dọn dẹp, tự rửa, tự úp chén luôn. Còn ngày xưa ngày Tăng Xâm đó nghe quý vị, khi mà dâng cơm lên cho cha đó, ông quỳ xuống dâng lên từ nửa trán trở lên. Quỳ xuống đó, dâng cơm xong, cha ăn cơm, ông quỳ kế một bên. Hỏi cha hôm nay cha ăn có ngon hay không? Ngày mai cha ăn món gì để mà con nấu? Cái thức ăn thừa ngày hôm nay có thể cho con ăn được hay không? Hay là cha đem bỏ? Nếu mà cha của ngày Tăng Xâm mà nói đem bỏ là chính ông sẽ đem bỏ chứ không có dùng cái đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự kính vô cùng của ngày Tăng Xâm đối với cha của mình. Vì thế mà ngày Tăng Xâm để lại một câu như thế này: hiếu hữu tam, đại hiếu tôn thân, kỳ thứ thất nhục, kỳ hạ năng dưỡng. Có nghĩa là hiếu có ba phần. Phần đầu tiên là tôn kính cha mẹ. Phần thứ hai là không làm điều gì nhục nhã đối với cha mẹ. Phần thứ ba là phải hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ. Đây là ba cái điều quan trọng tối thắng của ngày Tăng Xâm đối với cha mẹ của mình. Kính là đầu tiên trong cái đạo mà chúng ta phải gìn giữ để mà nuôi cha dưỡng mẹ. Cho nên vì thế mà mỗi người chúng ta nghe quý vị, mình nuôi cha mẹ mình là mình phải kính. Nếu chúng ta không kính là không hoàn mãn trong cái vấn đề mà mình nuôi cha dưỡng mẹ. Mà ngày Tăng Xâm hiếu thảo với cha, không những hiếu thảo với cha mà còn hiếu thảo với mẹ của mình. Chúng ta biết mà khi mà ông đi kiếm củi ở xa đó thì sao quý vị, khách mà tới nhà chơi thì mẹ của ông đâu có gọi ông về được. Qua đó thì bà không biết cách nào để mà gọi ngày Tăng Xâm về, bà mới cắn cái móng tay như thế này. Khi mà cắn cái móng tay rồi, lúc này tâm thức của ông Tăng Xâm đau nhói. Chúng ta hiếu đến nỗi mà liên kết với mẹ của mình luôn đó. Bà chỉ cắn một cái móng tay thôi thì ông ở trong này tim của ông đau là ông biết là mẹ mình ở nhà xảy ra chuyện rồi. Thì lần bà ông mới bỏ cái gánh củi này chạy kiếm về nhà. Bỏ cái gánh củi chạy kiếm về nhà quý vị, chạy kiếm về nhà để coi với mẹ mình xảy ra chuyện gì. Thì khi trở về nhà xong rồi thì sao quý vị, ông thấy khách ở trong nhà đang đợi ông về tiếp chuyện. Thì những cái người khách này thấy Tăng Xâm về, lúc này trong lòng mới cảm thấy rất là vui. Vì cái sự hiếu của ông mà liên kết với cái tâm của mẹ mình. Mẹ của ông mà bị cái gì là ông sẽ đau ở trong tim của mình. Từ chỗ đó chúng ta thấy cái sự hiếu của ngài là vô cùng vô tận. Nếu mà ngài Tăng Xâm hiếu có cái chữ kính thì ngài Tử Lộ hiếu cũng có cái chữ gì quý vị? Thương. Chúng ta biết ngài Tử Lộ đó quý vị, ngài cũng là một trong nhị thập tứ hiếu, là 24 vị hiếu. Ngài Tăng Xâm thương cha thương mẹ kính như thế nào, ngài Tử Lộ cũng như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy khi mà mình nuôi cha dưỡng mẹ đó quý vị, có tiền thì chúng ta lo nhiều, không tiền chúng ta lo ít. Cha mẹ mình còn sống có tiền của thì mình lo nhiều. Khi mà cha mẹ chết đó, để lại tiền của cho mình thì mình rất là vui. Khi mà cha mẹ chết mà không để lại tiền của cho mình thì mình cảm thấy như thế nào quý vị? Mình cảm thấy buồn, cảm thấy tức. Mà nếu mà cha mẹ còn sống mà chia đất cho người nào nhiều đó ha, là mình cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì tài sản vật chất nó quan trọng đối với mình còn nhiều hơn
là cha mẹ mình, nhưng mà ngài tử lộ là khác. Khi mà cha mẹ ngài còn sống đó quý vị, ông gánh gạo hàng xa trăm dặm để mà đổi gạo nuôi cha nuôi mẹ, nhưng mà ông rất là vui. Nhưng mà khi cha mẹ chết, ông được vua nước Sở trọng dụng, ban cho phong hầu tước trọng. Nhưng mà lúc này cái tâm thức của ông buồn vô cùng. Tại sao? Tại vì cha mẹ không còn sống để mà hưởng được cái sự mà vinh hoa phú quý đó. Cho nên vì thế cái sự buồn tuổi của ông, thấy được cái sự buồn tuổi đó, ngài Khổng Tử mới làm nên một bài thơ nói về cái sự hiếu của ngài Tử Lộ như thế này. Thầy Tử Lộ là người nước Lỗ, thờ hai thân từng bữa canh rau, thường khi đổi gạo đi về xa xôi trăm dặm nặng nề hai vai. Binh quê biểu từ hơi bóng hạt, gót nam du nhẹ bước tan bồng, xe trăm cổ thóc muôn chung, ngồi trồng niệm ghép ăn trồng bạc cao, thân phú quý ngắm giàu thêm tuổi, ức cù lao chẳng tới càng đau. Nào khi đổi gạo canh rau, muốn còn như cũ dễ hầu lắm ru, lòng thắc mắc nghìn thu dẫn đệ, biết bao giờ cam chỉ đành công cho hay giả hiếu con cùng, dẫu tam công cũng đổi lòng thần hôn. Chúng ta thấy như thế nào quý vị? Ngày xưa nghèo gánh gạo nuôi cha mẹ, nhưng mà ông rất là vui. Hôm nay được ban phong hầu tước trọng, nhưng mà ngài không vui. Vì thế mà mỗi người chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ là phải kính trọng, tránh cái tình trạng như bây giờ quý vị. Mình nuôi cha dưỡng mẹ, lo cho cha mẹ đầy đủ mà mình không kính thì đây không phải là cái sự hiếu. Nuôi cha dưỡng mẹ mà mình không kính thì đây không phải là sự hiếu. Và tránh tình trạng khi mà còn bình thường thì không sao, khi mà còn đau bệnh thì sao quý vị? Cái vấn đề đau bệnh là cái vấn đề quan trọng. Bây giờ mà đau bệnh mà mình sao quý vị, mình không chăm sóc, mình không lo lắng cho cha mẹ mình thì có phải đây là một cái điều tội không? Bây giờ cái người thương của mình mà đau bệnh đi, mà điện cho mình là chút xíu là có thuốc tới nhà. Mà bây giờ mẹ cha mình mà bệnh mà kêu đi mua thuốc thì sao quý vị? Nói hôm nay trời tối rồi, hôm nay trời mưa nữa, thôi để mai mua thuốc đi. Mà người yêu của nó điện nó thì bắt đầu là sao quý vị? Chạy đi mua thuốc liền. Đi mua thuốc rồi đem về rồi mắc năn nỉ, ăn rồi phải uống thuốc. Còn cha mẹ mình đau bệnh thì sao quý vị? Không có mua, cũng không có đem và cũng không có chở đi chích thuốc nữa. Cho nên cái sự hiếu của mình nó bị xuống cấp do cái tinh thần và do cái sự phát triển của cái vấn đề vật chất ở thời hiện đại ngày hôm nay. Cho nên vì thế mình phải nuôi cha dưỡng mẹ bằng cái sự kính trọng của mình, và phải nuôi khi cha mẹ còn bình thường và khi đau bệnh. Chúng ta biết mà khi mà bình thường thì không nói chi, khi đau bệnh là cái tình trạng của cái cô mà ở trên mạng vừa rồi đúng không quý vị? Khi mà người mẹ già của mình đau bệnh đó, lúc này cô nuôi cô bực quá, cô mới chửi, mới rủa mẹ của mình. Mà chúng ta biết là vô tình cái clip này nó đăng tải trên mạng xã hội. Nếu mà hôm đó cô không có đem cái người cháu của mình theo thì làm sao cái clip này nó đăng lên được? Bởi vì mình làm điều gì thì trời đất biết, và luật nhân quả sẽ không bao giờ chừa cho bất kỳ ai. Thì hôm đó cô tới nhà mà chúng ta biết là che một cái mái hiên ở bên để cho bà cụ ở bên đó đó quý vị, chứ không có để trong nhà. Để mà tiêu tiện như thế nào đó, dễ vệ sinh. Thì lúc đó đem theo đứa cháu, theo đứa cháu nó nằm võng, nó bấm điện thoại, sao vô tình nó quay được cái đoạn clip đó. Bà cụ thì chúng ta biết lẫn rồi. Ngày xưa đó nha quý vị, mẹ mình nuôi mình có thể là 6-7 người con, thậm chí là mười mấy người con. Cha mẹ nuôi con thì không tính tháng tính ngày, mà con nuôi cha mẹ thì sao quý vị? Tính ngày tính bữa. Thì sao quý vị? Nuôi rồi lâu ngày cái cô này cổ bực quá, mà bà cụ thì bị lẫn. Thì chúng ta biết cái người lẫn á, cái người già người ta lẫn, người ta ưa nói chuyện một mình, đại tiện tiểu tiện đều không biết là mình đại tiện tiểu tiện như thế nào. Thì một cái hôm này cái nhân duyên phải nói là cái luật nhân quả nó đã đến rồi. Thì bà cụ bà không đi đại tiện ở trong cái bô mà bà đi đại tiện ở ngoài. Cô này tới dọn dẹp quá bực tức rồi. Lúc này đang vừa dọn cái đống phân đó mà đang chửi với những cái lời rất là thậm tệ. Bởi vì thầy dạy mình như thế nào quý vị? Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, chửi rủa rất là nhiều.
nhiều, thậm chí dùng cái cây chổi đó mà đánh lên người, lên đầu của bà cụ. Xong rồi quý vị biết làm sao không? Lấy tro gãi lên cái đống phân đó, xúc cái đống phân đó mà ép bà cụ ăn đó quý vị. Chúng ta thấy cái tình trạng như thế nào, nhưng trong tâm thức của cái bà cụ này, bà vẫn còn biết. Bà lấy tay bà đẩy ra như thế này là quý vị, đẩy ra mà bà cô kia bà nhấn vô, mà trong cái lúc nhấn nó là chửi vô cùng thầm tệ, mà không phải là chửi mà kêu bằng bà, mà kêu bằng cái gì quý vị, những cái từ mà gọi là tục ở trên thế gian. Chửi mà cái miệng thì khẩu nghiệp là chửi, nhưng mà cái tay thì nhấn vô hoài. Bà cụ bà đẩy ra thì sao quý vị, nó rớt ra ngoài giường, ngoài mình, ngoài chiếu. Thì lúc này cái cô này mới buông cái đó xuống, bắt đầu khởi lên một cái giọng ngữ chửi quá chửi, vừa chửi dùng tay của mình lấy cái chổi đó quất lên đầu, lên mình của bà cụ. Thì bà cụ chỉ biết sao quý vị, kêu trời thôi. Chúng ta thấy tai hại vô cùng không? Cái lòng người nó bị đánh giá qua cái sự hành động như thế. Đây là mẹ ruột của cô đó chứ không phải là dâu nữa. Cho dù bất kỳ một người nào, người lớn tuổi hay trẻ tuổi, mình cũng không thể nào có một cái hành động như thế đối với cái người lớn tuổi. Mà đây là mẹ của mình. Trong khi đó là lúc mà mình còn nhỏ, mà mình chưa biết gì đó, mẹ mình giặt rửa những cái đồ dơ dãi như thế, thì có nói không? Có này kia, có kia với mình không? Nhưng mà hôm nay sao quý vị, không những đánh mà còn chửi bằng những cái lời tục như thế. Thì cái clip này đăng lên mạng, công an vào cuộc. Thì sau khi công an tới là bà cụ này đã qua đời. Do cái sự gì? Do cái sự hành hạ của cái người con. Cho nên chúng ta thấy đau lòng vô cùng không? Và khi bắt cô này về phường, lúc cô này trả lời một câu như thế này quý vị: tại vì lo nhiều ngày tháng quá rồi, cho nên uất ức, cho nên mới tự như vậy thôi. Tôi xem cái đoạn clip đó nghe quý vị, mình còn tu, nhưng mà tôi xem cái đoạn clip đó tôi cảm thấy tôi bức xúc vô cùng. Tại sao phải dùng một cái lý luận như thế? Do sự bức xúc của mình mà mình có phải hành hạ đối xử với cái người tạo ra mình như thế hay sao? Cho nên bình thường thì ai cũng có cái vấn đề hiếu thảo nghe quý vị, nhưng cái lúc đau bệnh, cái lúc đó đó, hiếu hay không là nó nằm ngay trong cái chỗ đó đó. Bây giờ mà bà mẹ mà có khoảng chừng 5 người con gái thôi, mà bà mẹ mà nhập viện khoảng chừng một tuần lễ là bắt đầu người này đổ cho người kia đổ cho người nọ đổ cho người nọ nữa. Mà nằm viện khoảng chừng 2 ngày thì được nha, mà nằm khoảng chừng 5 ngày là bắt đầu nói: Út ơi, chị có công chuyện, Út ơi, chị làm cái công chuyện này, chị làm công chuyện kia, thôi mày với chồng mày nuôi đi, tao ở đây tao cung cấp tiền cho nuôi. Chứ bây giờ con cái tao học đại học, nhà cửa tao ruộng vườn tao đang vào mùa vụ, làm sao nuôi được? Người này đùn đẩy người kia đùn đẩy người nọ. Cho nên chúng ta thấy cái tình trạng hiếu bây giờ tính bằng tiền nha quý vị, tiền càng nhiều. Bởi vậy mấy cô chú lớn tuổi nói với con như thế này, nói với tôi như thế này: cô Trang ơi, tôi để dành tiền. Hỏi để dành tiền làm gì? Để dành tiền làm từ thiện? Không phải. Để dành tiền để mà sau này đi bệnh viện. Hỏi sao đi bệnh viện mà để dành tiền? Con cái nó lo hết trơn rồi, cần gì phải để dành tiền? Không cô ơi, nếu mà trong túi của mình có bạc triệu thì con mình nó lo nha. Chứ trong túi mà không có bạc triệu là con mình nó không có lo đâu. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy như thế nào quý vị, đó là cái lời tâm sự thật của một bà cụ đó nói với tôi như thế. Cho nên hôm nay mà cha mẹ mình mà có như thế nào quý vị, có 10 triệu trong túi thì mình tới đó mình lo. Mà cha mẹ mình mà có khoảng chừng 500 ngàn hoặc là 1 triệu thôi là mình không bao giờ tới đó mình lo. Cái đạo hiếu của mình không hoàn mãn ở cái chỗ nuôi cha, dưỡng mẹ. Cho nên vì thế hôm nay thầy dạy mình phải lo đầy đủ cả, ăn uống lo cho cha mẹ hoàn mãn. Trong sách của Khổng Tử dạy rất là rõ ràng: hiếu tử chi sự thông, cư đắc chí kỳ kính, dưỡng tắc chí kỳ lạc, bệnh tắc chí kỳ ưu. Có nghĩa là đạo hiếu, hiếu thờ cha mẹ, lúc nuôi hết lòng hiếu kính, lúc ở hết lòng vui vẻ, và lúc bệnh hết lòng lo con, ấy là hiếu vậy. Cho nên vì thế mà mình phải nuôi cha dưỡng mẹ nha quý vị. Thầy mình dạy như thế nào? Ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, mà cho ăn bằng với cái sự tâm hiếu và cái sự kính trọng của mình, thì cái hiếu đó mới gọi là
cái hiếu hoàn mãn giống như bà cụ ở đâu? Ở Phong Điền, ở Cần Thơ mình nè. Bà cụ 80 tuổi mà nuôi người mẹ 100 tuổi, không có chồng luôn. Phóng viên là hỏi tại sao cô không có gia đình? Nói tại vì tôi muốn nuôi mẹ, dành cái thời gian nuôi mẹ. Ngày xưa có nhiều người coi lắm, nhưng mà không có, không có gia đình. Tại sao? Tại vì ở vậy, muốn ở vậy để mà nuôi mẹ. Sáng là bắt đầu bà nắm tay bà cụ ra nghe, hỏi hôm nay má ăn cái gì. Bà cụ có nói bà ăn cái này ăn cái kia, là bà cụ này phải mua nghe, đem tới chỗ. Mà bà cụ 80 tuổi lo cho người mẹ của mình 100 tuổi, đẩy xe dừa đi bán, hái rau đọt lan đi bán, kiếm tiền về nuôi mẹ. Chúng ta thấy nếu mà mình không làm hiếu đặng thì mình thua cái bà cụ 80 tuổi này. Rồi phóng viên hỏi cụ, bà cụ kia lo cho cụ rồi cụ cảm thấy sao? Nó con hai, nó nhẫn lắm, nó mới nuôi tôi nổi. Chứ tôi là một cái người rất là khó, nhưng mà do nó thương tôi, nó mới nuôi tôi. Chúng ta thấy như thế nào quý vị? Mình mà nuôi cha mẹ mình mà không được đấy ha, là thua cái gương của bà cụ 80 tuổi này. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề cốt lõi. Nuôi cha mẹ là phải kính, chữ kính đặt lên đầu tiên. Nuôi cha mẹ mà không kính thì không phải là đạo hiếu. Khi mà cha mẹ đau bệnh phải lo bằng cái tâm hiếu của mình, dù cái việc nào nó quan trọng mình cũng sẽ bỏ qua. Cha mẹ mất rồi không kiếm lại được, nhưng sự nghiệp, tiền tài, vợ đẹp, con cưng không có cũng không sao. Không có vợ này thì mình ở như thế, không có con, đứa này không có, có đứa khác. Nhưng cha mẹ chỉ có một thôi quý vị. Nếu mà mất rồi thì làm sao có được cái người thứ hai, phải không? Cho nên vì thế phải nuôi và phải kính, đem cái sự tu hành của mình đáp lại cái vấn đề nuôi cha dưỡng mẹ, để mà hoàn mãn đối với cái đạo hiếu. Rồi thầy dạy tiếp như thế nào? Gây sự hòa hảo trong đại huynh. Đây là cái sự đoàn kết của anh em. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Đó là lời của Hồ Chủ tịch. Chúng ta biết là nếu mà anh em mình mà không thương yêu đó ha, không gắn bó, không đoàn kết, thì cha mẹ có vui không? Không. Nếu mà cha mẹ mình thương mình mà đứa này nó giận đứa kia, lợi nhà đứa thứ hai, đứa thứ ba không tới, lợi nhà đứa thứ ba mà đứa thứ tư không tới, thì sao quý vị, cha mẹ mình có buồn không? Buồn. Cho nên vì thế phải đoàn kết anh em lại. Đoàn kết là chúng ta sẽ phát triển giống như nền đạo của mình. Nếu đoàn kết là phát triển, anh em cũng thế. Cho nên mẫu truyện mụ ngôn mà khi người cha sắp sửa qua đời đem cái bó đũa ra đó, chỉ dạy cho các con. Nếu mà một chiếc đũa, cầm một chiếc đũa có thể bẻ gãy, nhưng mà cầm một bó đũa thì sẽ không bao giờ bẻ gãy. Vì thế mình phải đoàn kết, yêu thương anh em lẫn nhau. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Và thầy mình dạy như thế nào? Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng dư muối, xa lơi nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần có phần xem xét phân minh cho mình. Cho nên vì thế anh em đừng bao giờ đổi dời, đừng vì đồng tiền mà chúng ta chia rẽ, đừng vì một cái canh đất mà chúng ta không nhìn mặt nhau. Cho nên vì thế ca dao tục ngữ có câu như thế nào? Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đặn. Hay là anh em yêu quý lẫn nhau, chớ vì đồng tiền mà mất lòng nhau. Vì cái đồng tiền nó quan trọng lắm. Đồng tiền nó sẽ làm cho anh em mình không đoàn kết, thậm chí có thể sát hại lẫn nhau. Giống như tình trạng của ông Tào Phi và ông Tào Thực đó quý vị, cũng vì cái đồng tiền, cũng vì danh lợi mà xém giết hại lẫn nhau. Chúng ta biết Tào Phi và Tào Thực là con của ông Tào Tháo, là một cha mà khác mẹ. Nhưng mà Tào Thực là một người làm thơ rất là giỏi, ông không bao giờ có ý định là cạnh tranh quyền thế đối với anh mình. Nhưng mà Tào Phi là cái người mưu mô. Khi Tào Tháo chết, Tào Phi lên được làm vua, ông mới tính đến cái chuyện giết Tào Thực để mà không để Tào Thực lên ngôi, hay là Tào Thực xoán đế mình. Thì bài kế đâu đó đàng hoàng hết trơn, thì mới gọi Tào Thực ra trước bệ rồng, giết trước mặt bá quan nhân võ để mà người ta không nói
ông vì ngôi vua mà giết em. Thì lúc này gọi Tào Thực trước bệ rồng. Tào Thực mới quỳ xuống mới nói: dạ bẩm bệ hạ, hôm nay gọi thần đến đây có điều chi để mà chỉ dạy. Thì lúc này Tào Phi mới nói: nghe nói Khanh làm thơ hay đó phải không? Thì ông Tào Thực ông nói: dạ thần chỉ làm thơ để đọc cho vui thôi chứ không có hay lắm. Vậy thì hôm nay nếu mà làm thơ cho vui, vậy thì hôm nay ta sẽ ra một cái đề cho Khanh. Một cái đề đó là trong vòng 7 bước chân, nếu Khanh làm được một cái bài thơ hay thì ta sẽ không xử trảm. Nếu mà Khanh làm cái bài thơ không hoàn mãn, quân lính sẽ lôi Khanh ra xử trảm ngay. Và đặc biệt trong bài thơ này không có hai từ anh em hay là hai từ huynh đệ. Thì lúc này ông Tào Thực ông quỳ xuống cái gì? Ông quỳ xuống mà ông khóc rồi. Ông thấy ông vua sốt cho cái sự mà danh lợi quyền thế, vì cái sự quyền thế mà anh em giết hại lẫn nhau. Thì lúc này ông mới ngước mặt lên: dạ bẩm bệ hạ, thần xin nghe là nghe theo. Thì lúc này ông đi ba bước chân đầu tiên không làm được một cái câu thơ nào ở trên, chỉ còn bốn bước cuối cùng thôi. Lúc này Tào Phi mới nói: lúc này là ngươi không bao giờ chạy thoát cái chết được rồi, còn có bốn bước chân à. Thì ông Tào Thực ngước mặt lên nhìn Tào Phi, ông mới đọc bốn câu như thế này: chữ đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung thấp, bản thị đồng văn sinh, tương tiễn hà thái cấp. Dịch ra bốn câu như thế này: nấu đậu đun cành đậu, đậu ở trong nồi hốc sinh ra từ một gốc, sao lại đốt thiêu nhau. Nấu trái đậu mà đun luôn cái cành đậu, mà cái cành đậu và trái đậu sinh ra từ một cái gốc đậu, thì tại sao mình lại đốt thiêu nhau? Tại sao tôi và huynh đều sinh ra từ một dòng tộc đế vương? Cha mình là Tào Tháo, là đế vương, thì tại sao vì cái sự tranh ngôi đột vị này mà huynh đệ tương tác với nhau? Nghe cái bài thơ của Tào Thực xong, ông Tào Vi chạy xuống ôm Tào Thực mà khóc, và hứa rằng từ đây trở về sau ta sẽ không bao giờ có ý định mà giết đệ như thế nữa. Chúng ta thấy như thế nào quý vị? Cái tình anh em, nếu mà chúng ta không phân biệt kỹ đó ha, sẽ bị quyền thế tiền tài chia sẻ với nhau. Và bài thơ của ông được lưu truyền có một cái tên gọi là Thất Bộ Thi, là bài thơ 7 bước chân, nói về cái bài thơ của Tào Thực khi ông đối đáp với Tào Phi, giành lại mạng sống, giành lại cái đạo nhân trong cuộc sống này, về cái sự không giết hại lẫn nhau vì tiền của mà anh em chiếm đoạt. Đó là cái sự hòa thuận giữa anh em. Bây giờ tới cái ý cuối cùng, đó là gì? Tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Cái ý này là cái ý cuối cùng, khi mà chúng ta đền trả công ơn của cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Cái ý này là như thế nào quý vị? Mình phải nuôi cha dưỡng mẹ, mình phải yêu thương và không bao giờ cự cãi đối với vợ, với chồng của mình. Khi mà sao quý vị, chồng mình nóng thì mình bớt lời. Ca dao tục ngữ của con như thế nào? Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, bao đời cơm khê. Mà nếu mà chúng ta biết cái người già mà sống chung với cái thằng con trai út hay là con gái út đó, quý vị, cái người già tôi nuôi tôi biết, mỗi buổi sáng đó, cái người lớn tuổi người ta thích cái không gian yên lặng, cúng xong ngồi niệm Phật xong, thứ nhất là đi tập thể dục, thứ hai là uống nước trà. Uống nước trà tĩnh tâm, tĩnh tự nhìn về tâm của mình. Còn đằng này hừng sáng thức dậy mà nội mà chuyện mà con cái đưa đi học, chuyện tiền cơm áo gạo tiền, bắt đầu chồng nói một câu, vợ nói một câu, chồng cự một câu, vợ cự một câu, thì cha mẹ mình ở chung nhà có vui được hay không? Cho nên cái ý cuối cùng thầy dạy là sao quý vị? Phải hòa, phải thuận giữa vợ chồng, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa, vợ thuận thì sao? Cháu con thảo hiền. Mình phải hòa, mình phải thuận thì mình mới đền trả được cái sự yêu thương của cha mẹ mình đối với mình. Đó là lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, tức là còn sống, là mình phải dâng lời, thứ nhất. Thứ hai là khi
thiên can. Thứ ba là phải nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn và phải thể hiện cái sự kính của mình đối với cha mẹ. Thứ tư là phải yêu thương gắn bó đoàn kết anh em. Và cuối cùng là phải chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền thì mình đã đền trả được cái công ơn mà cha mẹ mình đã dày công cực khổ nuôi dạy chúng ta. Rồi bây giờ đó là về vật chất, còn về tinh thần thầy dạy như thế nào? Ráng tu cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ. Đây là tinh thần, cái kia là vật chất. Hằng đêm mình phải cúng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Ca dao tục ngữ có câu như thế nào? Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Vậy thì mình cúng, mình cầu cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long quan. Mấy thời cúng mấy cô? Hai thời cúng. Mỗi thời cúng chúng ta cầu được mấy lần? Mỗi thời cúng cầu được mấy lần? Cô đã trả lời hai lần. Mấy lần với chú? Năm lần. Mỗi một thời cúng là cầu được năm lần. Hai thời cúng là 10 lần. Cúng thời trưa là 15 lần. Cúng thời khuya là 20 lần. Cúng lúc 1 giờ chiều là 25 lần. Cúng 3 giờ chiều là 30 lần. Càng cúng thì mình càng cầu cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long phước thọ. Nếu mà mình cúng 2 thời là một ngày mình cầu được 10 lần rồi đó. Cái đó là mình đã cầu cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long. Đó là thể hiện cái tinh thần hiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Phụ mẫu tại đường, điều nguyện thứ ba: phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Đó là thể hiện cái sự cúng cầu của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Bây giờ khi cha mẹ quá giảng, mình phải làm sao? Xin thưa với toàn thể chú quý vị, cha mẹ mình còn sống đó nghe quý vị thì mình rất là sung sướng. Còn cha gót đỏ như son, một mai sau cha mất gót, gót con lắm bụng. Khi mà cái đại lễ Du Lan mà diễn ra đó, năm nay thì cài bông hồng màu đỏ, năm sau cài bông hồng màu trắng. Là vì sao quý vị? Cha mẹ không còn nữa rồi. Cho nên nhà thơ Xuân Tâm có một cái bài thơ như thế này: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi. Nhìn dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả một đời. Chúng ta thấy như thế nào quý vị? Vô cùng sâu lắng. Chúng ta mất cha mất mẹ là mất cái gì? Mất cả một đời, chứ không phải là mất một cái dòng thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà mất cả một đời. Lúc nãy tôi có nói đó, vợ con tiền của có thể không có, nhưng cha mẹ mình mất rồi không bao giờ tìm được một cái người thứ hai. Vì thế mà thầy dạy mình như thế nào quý vị? Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho vong linh của cha mẹ được sớm siêu sinh về nơi cõi thọ. Vậy thì lúc cha mẹ chết, mình có hai cái vấn đề để mà làm. Thứ nhất là tu, thứ hai là chúng ta cầu. Tu là bản thân của mình phải thực hiện cái phương pháp tu cầu, thực hiện đúng tu chỉ giáo lý của Đức Thầy. Mình tu trước, mình cầu trước thì cái sự cầu nguyện của chúng ta mới đạt hiệu quả. Đầu tiên mà chúng ta tu là mình tu đúng chánh pháp giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy. Hoàn mãn cái vấn đề tu rồi thì mình mới thực hiện cái vấn đề đó là cầu nguyện. Chứ bây giờ mình không tu, mình đặt bàn cầu nguyện mà mình không cầu cho cha mẹ trước thì làm sao người khác cầu được? Đây là cái chữ tu, là mình phải tu trước. Mình phải thực hiện hoàn mãn cái vấn đề. Khi mà cha mẹ chết, đầu tiên là mình phải tu thì mình có thể cứu cha mẹ được. Nếu mà mình không tu thì không bao giờ cứu cha mẹ được các quý vị. Dai trái cổng cha, dai phải cổng mẹ, đi quanh hòn núi tu di trong vô lượng ức kiếp cũng không thể nào đền trả được công ơn của cha mẹ. Chỉ có cách
là mình tu mới có thể đền trả được thôi. Giai trái cũng cha, giai mẹ cũng, giai phải cũng cha, giai trái cũng cha, giai phải cũng mẹ. Chúng ta biết hòn núi tu di, hòn núi rất là rộng. Ngày một Kiền Liên dùng thần thông mới bay hết nổi cái hòn núi đó. Mà mình là người phàm mà gánh cha mẹ trong vô lượng ức kiếp cũng không đền trả được. Hôm nay chỉ có phương pháp tu kết hợp với cầu nguyện thì mới hoàn mãn đạo hiếu. Mình không tu thì làm sao cứu vớt được tổ tiên dòng tộc được. Mình tu kết hợp với cầu, cầu nguyện cùng với tất cả các chị em trong đạo. Thầy dạy như thế nào quý vị? Bây giờ ta đã quy y đạo Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức thân giấy của anh chị em trong đạo để cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh về nơi cõi thọ. Ngày xưa ngày một Kiền Liên nếu không tu thì cho dù có vô lượng thánh tăng tới mà cúng cầu thì linh hồn của bà Thanh Đề cũng không bao giờ vượt thoát cảnh giới đọa địa ngục lên cõi trời hưởng phước được. Ngày một Kiền Liên tu đắc thần thông rồi mà ngày cúng không được, còn phải kết hợp với sự chú nguyện của các chư tăng, linh hồn của bà Thanh Đề mới có thể giải thoát. Hôm nay noi theo ngày một Kiền Liên, bản thân của mình trước tiên phải tu, sau đó kết hợp với tất cả anh chị em trong đạo dâng lên đó qua thành kính hương thơm trong sự tỉnh thức của mình để cầu nguyện cho vong linh của cha mẹ mình mới có thể giảng sanh được. Mình kêu đồng đạo tới cầu mà mình ở trong nhà mình không tu, mình ở trong nhà mình không cầu thì không hoàn mãn nha quý vị. Ngài một Kiền Liên là điển hình cho chúng ta. Thầy dạy mình như thế nào? Một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi. Ngài một Kiền Liên trước là tu hành đắc đạo kết hợp với chư tăng mới cứu được linh hồn của bà Thanh Đề thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Hôm nay noi theo giáo lý ấy, mình cũng phải thực hiện phương pháp tu cầu để vong linh của cha mẹ được hoàn mãn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái vấn đề quan trọng tối thắng của tất cả chúng ta. Mình phải thực hiện cái phương pháp tu cầu nghe quý vị để hoàn mãn về sau đó như thế nào? Tới ngày kỷ dỗ, tới ngày đám dỗ. Vậy thì ngoài cái vấn đề tu cầu xong tới ngày đám dỗ, mình phải cúng như thế nào? Cúng chay hay là cúng mặn? Ở trên nó không chay, ở dưới cúng mặn được không? Cái đó là cái gì? Cái đó là cả lương pha hậu quản, phải không? Nghe mấy chú nói vậy đó, cả lương pha hậu quản, chứ tôi cũng không biết là như thế nào. Là cha mẹ mình còn sống, cha mẹ mình ăn chay, cha mẹ mình chết, cúng một cái mâm chay ở trên bàn thờ thôi, ở dưới mình đại mạng. Thì cái này là cả lương pha hậu quản. Thưa quý vị, mình không thuần chay, một khi không thuần chay thì không giải thoát đặng trong mẫu chuyện bên thầy. Mà cái mẫu chuyện mà chết ăn không được thầy giải đó. Khi mà một hôm mà ông Lê Pháp Huynh mà đến tổ đình để nghe đức thầy thuyết pháp, thì khi mà thầy giảng đạo cho các đệ tử tín đồ xong, thầy nhìn ông Lê Pháp Huynh, thầy nói: "Này ông hương trưởng, lúc mà ông ăn được mấy chén?" Thì lúc này ông Lê Pháp Huynh ông nói: "Dạ bạch thầy, lúc mạnh con ăn được 5-7 chén." Rồi thầy mới giải tiếp là: lúc bệnh ông ăn được mấy chén?" Thì ông Lê Pháp Huynh ông nói: "Dạ bạch thầy, lúc bệnh con ăn 1-2 chén là cùng." Thầy mới hỏi thêm: "Vậy thì lúc chết ông ăn được mấy chén?" Lúc này ông Lê Pháp Huynh ông đâu trả lời được, mặt mày ông xanh mét hết trơn. Thầy mới hỏi dồn dập: "Tôi hỏi thiệt, lúc chết ông ăn được mấy chén?" Thì lúc này ông Lê Pháp Huynh ông nói: "Dạ bạch thầy, lúc chết đâu có ăn được thầy." Thì thầy nói: "Đúng thế ông ạ, con người ta khi chết rồi thì làm sao ăn được. Sở dĩ con cháu cúng ngày kỷ dỗ là để tưởng nhớ cái ngày chia cắt đời đời và tưởng cái câu sự vong như thể sự tồn vậy thôi. Nhưng trong ngày kỷ dỗ xác giết gà vịt nhiều quá thì linh hồn không giải thoát đặng." Thầy nói xong trở về phòng mình. Ở đây tất cả anh em tín đồ bàn luận, nếu mà thầy nói như vậy thì chẳng lẽ ngày kỷ dỗ mình không cúng? Thì khi thầy trở ra, tất cả quý vị đó có một vị đứng lên với bạch thầy: "Vậy thì xin thầy hãy chỉ dạy cho em tụi con, vậy thì tới ngày kỷ dỗ cúng dỗ đó mình phải làm sao?" Thầy dạy: "Cúng ít
tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có một vị đứng lên nhanh miệng hỏi: dạ bạch thầy, không cúng được không thầy? Thầy nói: không cúng xa địa ngục. Thầy nói một cách quyết đoán. Rồi sau đó thầy đến cái chiếc ghế ngồi xuống, thầy đọc cái bài báo hiếu đạo nhạc: quải đơn cúng tế lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa là mình đất mỹ bài. Kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bàn đãi lạ lùng thay. Người mất mình cho ăn, người còn sống mình không cho ăn. Người còn bàn đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng. Rồi sao hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Phải cúng chay nha quý vị, chay hoàn mãn để cho linh của cha mẹ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, muốn đền trả ơn cha mẹ là lúc còn sống mình phải nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn nè, phải vâng lời cha mẹ nè, rồi sao phải khuyên can cha mẹ nè, phải lo cho cha mẹ ăn uống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo cho gia đình hạnh phúc, là đó là mình đã đền trả được cái công ơn của cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Về vật chất, về tinh thần thì mình phải như thế nào? Mình phải hàng đêm cúng cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long. Khi cha mẹ chết, bản thân của mình phải tu kết hợp với cầu nguyện. Trước tiên làm chữ hiếu trước, sau đó mới thực hiện cái vấn đề là nhờ đồng đạo đến cầu nguyện cho vong linh của cha mẹ được giảng sanh. Tới ngày kỷ dỗ phải thực hiện quá trình cúng chay thì mới hoàn mãn. Bây giờ đến đền trả ơn tổ tiên, thầy dạy như thế nào? Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Ở đây có hai ý. Ý đầu tiên thầy dạy mình rất là rõ ràng. Nếu tổ tiên, sao quý vị? Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Mình làm cái điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn quý vị? Mình uống rượu, cờ bạc, ác phiện, chơi bời theo đằng điếm, đó là bốn dách của tứ độ tường đó. Mình làm cái điều đó là mình làm điếm nhục tông môn. Trộm cướp nè, hút sách nè, giết người nè, cướp của, ảnh hưởng đến đất nước thì đó là cái việc làm điếm nhục tông môn. Thầy cấm không cho mình làm điều đó. Nếu làm điều đó thì tông môn của mình sẽ bị không hoàn mãn, không tốt đẹp. Thầy dạy mình như thế nào quý vị? Xa bốn dách mang điều nhớ nhuốc. Mình phải tránh xa bốn dách đó để mình đền trả cái công ơn tổ tiên đã gây dựng tạo nên cái tập hợp của mình. Đó là mình đã đền ơn tổ tiên. Bây giờ trái ngược lại, nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương cho con cháu, mình phải như thế nào? Quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Ví dụ bây giờ cha tổ tiên của mình làm những cái điều gì đó nó tồi tệ, như nói mình gặp mình cái nơi đó, con của cháu của ông Năm, cháu của bà Bảy đó, ông Năm bà Bảy ngày xưa ích kỷ bỏng sẻn tham lam, không có giúp đỡ ai hết trơn, chồng sớm không ai thích hơn, không ai thích hết. Nhưng mà hôm nay nhờ cái thằng nhỏ này nó tu làm cho dòng tộc nở mày nở mặt. Nhiều khi tổ tiên mình làm những cái điều gì đó nó không tốt, nhưng mà hôm nay đời của mình quyết rửa nhục tổ đường bằng cách là mình phải quyết chí tu cầu nha quý vị. Chỉ có tu, lúc nãy tôi đã nói rồi, chỉ có tu mới làm nên những cái điều đạo nghĩa thôi. Quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa. Làm điều đạo nghĩa là như thế nào? Phải làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch là chúng ta làm điều đạo nghĩa. Tu phước, tu huệ, làm hết tất cả những việc đạo nghĩa trên thế gian là mình đã rửa nhục tổ đường. Kính thưa toàn thể chư quý vị, vậy thì mình muốn đền ơn tổ tiên có hai ý. Ý thứ nhất
là mình không phạm vào tứ đổ tường. Nếu mình phạm vào tứ đổ tường thì mình sẽ không đền trả được công ơn của tổ tiên, mà mình làm cho tổ tiên của mình, sao quý vị, mang một cái danh không tốt đẹp. Thứ hai, nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho tất cả chúng ta, mình phải tu là đầu tiên, quyết chí tu cầu và làm hết tất cả các việc từ thiện để sửa nhục tổ đường, hoàn mãn quá trình đền ơn tổ tiên, vì tổ tiên là người gián tiếp sinh ra mình. Kính thưa toàn thể chú quý vị, vậy thì qua chuyên đề ơn tổ tiên cha mẹ, chúng ta biết được bổn phận của mình thọ cha mẹ là 10 điều ơn và 9 chữ thù lao. Muốn đền trả ơn cha mẹ là mình phải thực hiện về vật chất và tinh thần hoàn mãn, phải lo cho cha mẹ đầy đủ và thể hiện cái sự kính trọng của mình đối với cha mẹ qua cái sự nuôi nấng kính trọng. Và khi cha mẹ bệnh là bản thân của mình phải hoàn mãn để khi cha mẹ mình chết rồi, nhìn vào cái mộ mà mình không hối tiếc, hoàn mãn cái đạo hiếu rồi, thì khi cha mẹ chết thực hiện cái tinh thần đó là tu cầu để vong linh cha mẹ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Qua cái quá trình tu cầu, khi đến ngày kỳ dỗ phải thực hiện việc cúng chay, sau đó đền ơn tổ tiên là chúng ta phải làm những cái điều quan trọng, không làm những cái điều khiến cho tổ tiên phải mang những cái điều nhơ nhuốc đối với ta. Và khi tổ tiên không còn hoặc là tổ tiên không làm những cái điều gì tốt đẹp thì mình phải hy sinh đời của mình, làm tất cả những điều đạo nghĩa giúp ích cho tất cả mọi người, thì mình đã đền trả ơn tổ tiên cha mẹ hoàn mãn, mới đúng với những gì mà thầy đã chỉ dạy cho chúng ta nghe quý vị. Ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài con sáng tạo cho ta, hình dốc học cơ quyền. Vậy thì từ nãy tới giờ trên dưới hơn một tiếng đồng hồ, buổi sáng ngày hôm nay do cái sự trục trặc của một số vấn đề cho nên cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay một phần nào đó nó bị sơ xuất một phần nhỏ, nhưng không sao quý vị, chúng ta hôm nay đã thể hiện được cái tinh thần đạo đức, thể hiện được cái sự yêu thương gắn bó đoàn kết với nhau để dìu dắt nhau vào con đường đạo đức, thể hiện cái tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật, vị đức máu xanh khoan hồng đại độ để dìu dắt lẫn nhau cùng tiến cùng tu để phát triển đạo thầy. Giống như lời Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là chớ chia sẻ, phải đồng tâm lực, vui giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo một đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Mình đã hòa, mình đã thuận để phổ pháp cho ngày hôm nay được hoàn mãn. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng xin tri ân toàn thể cho quý vị đã lắng nghe, mặc dù thời tiết nó có phần khó khăn, mặc dù âm thanh nó có phần ảnh hưởng, nhưng cái bài pháp thoại ngày hôm nay cũng nguyện rằng sẽ động vào tâm trí của quý vị một phần nào đó, để khi trở về nhà, nếu mình còn cha còn mẹ thì hãy xin, hãy gán nuôi dưỡng cha mẹ bằng cái sự kính yêu thương mến của mình. Nếu cha mẹ không còn ở đại thế nữa thì phải ráng, quý vị ráng tu cầu để linh hồn của cha mẹ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới hoàn mãn cái quá trình mình tu và hành trì theo đạo của thầy, để khi Đức Thầy trở lại sẽ ban cho chúng ta xứng vị xứng ngôi đầy đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo. Và trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng xin tri ân đoàn làm phim xã An Bình An cùng với tất cả những đoàn làm phim khác, cầu chúc cho toàn thể chú quý vị được thân khỏe tâm an, trí huệ phát khai để đem những cái thước phim ban bố khắp mọi nơi, để đem nền đạo của thầy ngày càng phát triển. Và một lần nữa cầu chúc cho quý vị được mạnh lành và tu hành tinh tấn, chờ ngày Đức Thầy trở lại. Dầu cho nay xa cách sở tề, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về Cực Lạc một đàn, xin mạng phép trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn giáo lý viên Nguyễn Thị Trang đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái bài là ơn tổ tiên cha mẹ. Thì đây cũng là một cái vấn đề là cái tu tập hàng ngày cũng gắn liền với vấn đề là nuôi cha dưỡng mẹ. Qua
trong một thời gian hơn một tiếng đồng hồ, giáo lý viên đã trình bày về cái bố cục rất chặt chẽ, rất dễ hiểu, đồng đạo dễ là tu, dễ là đền ơn tổ tiên cha mẹ. Lần nữa xin thay mặt ban tổ chức chúc cho giáo lý viên giàu giàu sức khỏe, tu hành tinh tấn cho đến ngày giải thoát. Nam mô Di Phật.